thực ra là định giá của sản phẩm sẽ có nhiều cái cách thức của mỗi công ty. Có những cái công ty mà đi về những cái đoạn thị trường chung, họ sẽ định giá thường là trên những cái giá vốn của sản phẩm. Ví dụ như họ sản xuất ra một cái chai kem này 1 đồng, họ có thể họ bán đồng 2, đồng 3, ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu như một cái công ty mà họ muốn là định vị rằng tôi là một cái sản phẩm thật là cao cấp, có thể là họ sẽ thêm một chút những cái thành phần, nhưng mà cái thêm đó họ chỉ chiếm được khoảng 5-10% thôi, thay vì 1 đồng thì có thể giá thành nó lên thành 1 đồng 2, đồng 1, đồng 2, nhưng mà họ có thể họ bán 10 đồng vì họ muốn định vị là tôi khác biệt, cao cấp. Cái này thì nó chúng ta thấy rất là nhiều ở những cái thương hiệu cao cấp, có những cái túi lên đến hàng tỷ đồng, vài tỷ đồng. Thực ra cái giá vốn của nó không phải như vậy. Hoặc là chúng ta thấy là có những cái sản phẩm gọi là siêu mắc luôn, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là cái giá thành sản phẩm nó không đến độ như vậy, nhưng mà họ muốn định vị họ tôi là sản phẩm cao cấp dành cho những người thượng lưu, và họ sẽ có những cái chiến lược khác, những cái chiến lược của sự khan hiếm. Chẳng hạn như họ chỉ một năm tung ra bao nhiêu cái sản phẩm thôi, hay là họ dùng những cái từ limited, và như vậy thì họ sẽ bán được sản phẩm với giá thật là cao và hiệu quả rất là nhiều, nhưng mà đương nhiên cái số lượng sẽ hạn chế, chứ không phải là một thị trường mass market, là thị trường gọi là phổ cập, như là những cái sản phẩm mà tính bằng cái giá dựa trên cái giá vốn. Và cách thứ ba là cái cộng cả hai cách trên, là vừa định vị và cũng vừa dựa trên cái giá thành, thì tùy thuộc vào công ty muốn nhắm đến đối tượng khách hàng là ai, họ có thể định giá cái sản phẩm.